Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản số 6907/2019 về việc xử lý vi phạm trong việc tách thửa phân lô bán nền, quảng cáo trên các trang mạng xã hội và huy động vốn kinh doanh bất động sản. Tại văn bản số 6907, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng rà soát, kiểm tra, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong công tác quản lý quy hoạch chi tiết hoặc phương án mặt bằng phân lô phải bảo đảm điều kiện hạ tầng giao thông kết nối sau khi đầu tư và điều kiện hạ tầng phục vụ để ở khi thực hiện phân lô tách thửa. Công an tỉnh kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động giao dịch chuyển nhượng đất phân lô trên giấy, huy động vốn, góp vốn đầu tư, đặt chỗ khi chưa có giấy tờ pháp lý đảm bảo điều kiện chuyển nhượng theo quy định. Sở Văn hóa Thể thao, Sở Thông tin Truyền thông tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh việc đăng tải thông tin quảng cáo để giao dịch bất động sản theo hình thức huy động vốn, góp phần đầu tư, đặt chỗ khi chưa có giấy tờ pháp lý đảm bảo điều kiện chuyển nhượng theo quy định. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng cung cấp dịch vụ điện, nước tại những khu đất chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, xây dựng trái phép.